từ đã. Nếu muốn biết đáp án thì quay về hỏi ông Boom có phải đơn giản không? Vì sếp mình cũng từng là thành viên của phòng thí nghiệm này mà. Nên ít nhiều gì ông ấy cũng biết có chuyện gì đang xảy ra. Phòng thí nghiệm tiện nhỉ, để đồ vào cái tự lắp kính luôn. Để tôi thử xem. Đúng thật này, phòng này xịn vãi. Cái ông này bất tỉnh lâu thế. Dậy đi ông ơi. Chả đấy, không dậy mất dáng chịu. Tra khảo thằng này đi ông. Ê, dậy đi cu. Mày biết bí mật gì đó đúng không? Thành khẩn trả lời bố mày còn tha. Mẹ nó, mồm nó bị dán vào rồi còn đâu. Chắc thằng này biết bí mật gì đó nên bị dán mồm rồi, chắc kèo mẹ luôn. Thế mày viết ra giấy đi để tao đọc cũng được. Cái định mệnh, mày tắt ngay tivi cho tao. Thôi được rồi, tao sẽ không bắt mày khai giả nữa, tắt tivi đi. Đây, tao bỏ kính ra rồi nè, đủ tin cậy chưa? Ông bị ngáo à? Tháo kính ra làm gì? Bọn này nó không giữ chữ tín đâu. Đấy, tắt rồi kìa, cũng đâu đến nỗi. Hảo hán. Lại còn gọi ông kia dạy hộ luôn kìa, CKBD này đúng là hào hán. Hóa ra là bọn nó có bí mật của tộc TV. Thằng cha bắt tay với sếp mình có phải là CKBD tò lất ở tập 3 không nhỉ? Chắc đúng rồi đấy ông, đéo lẫn đi đâu được. Nhìn cái này thì có lẽ tôi hiểu qua một chút. Lão tiến sĩ với tên EC Tozo này đã bắt tay nhau với ý tưởng biến con người thành CKBD tò lất. Nhưng chúng thuộc hai phe khác nhau, vì lý do gì thì tôi không rõ. Có thể do công nghệ khác nhau hoặc do tranh giành quyền lực. Và dĩ nhiên là sếp của chúng ta đã không tán thành ý tưởng đó, nên đã trở thành kẻ thù của nhau. Chúng ta được tạo ra có lẽ là để ngăn chặn điều sai trái này. Ê, kia có phải cánh tay của ông Kamezaman Tatan nhà mình không? Vãi cả đái, cánh tay đứt rồi còn lại nữa mới ghê chứ. Đồ của tộc nào cũng có, bảo sao toàn bị khắc chế. Về hỏi xét cho rõ ngọn ngành nào anh em. Có đột nhập. Bọn tôi chơi trốn tìm thôi, phiền anh bạn tắt đèn hộ cái. Thế tôi đi đây, mấy ông chơi vui vẻ nhé. Chuồn lẹ mau, chắc thằng vừa nãy đầu óc lát chậm. Theo chỉ dẫn thì có cái thang máy ở dưới. Để tôi leo xuống xem. Đưa tay đây anh bạn. Ông ngào à, tôi đang xuống dưới xem, thì ông lại đòi kéo tôi lên là sao? Ở vãi, xuống lẹ thế ông. Tôi bay được mặc ông quên hả?
Ông từ dưới bay lên đây hay vậy? Rồi lại vác thêm cái thằng nào đen xì như trộm thế kia. Đứng yên, để bọn tôi chữa trị cho. Tôi khỏi hẳn rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mấy ông đi trước đi, tôi đi theo anh bạn này làm vài phi vụ đã. Đừng trộm đồ quá đà đấy, nó đánh gãy chân lại kêu. Mẹ, cái thang máy này đi ghê quá mấy ông ơi. Anh, có điện lại rồi nè. Tôi lại nghĩ khác, cái thằng vừa nãy mình lừa chơi trốn tìm ấy. Khả năng cao là giờ nó biết nó bị lừa rồi, nên bật đèn với báo động luôn. Rồi xong, tới công chuyện luôn.